Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với lớp học luyện viết kịch của Viet Solutions. Mình là Hana Trần, hôm nay mình tiếp tục học bài tiếp theo của 100 câu quốc tịch. Đó là bài số 2, phần 2, thiết lập nền độc lập, Establishing Independence. Mời mọi người nhìn vào tờ handout để có thể biết được là mình sẽ học phần gì. Đồng thời là nhìn vào trong những cái bức hình sau đây. Thứ nhất, khi mà những người di dân thời lục địa đi từ châu Âu sang châu Mỹ để tìm tự do, freedom. Tuy nhiên là khi họ sang đến đây thì họ vẫn chưa được tự do. Nhà vua nước Anh vẫn tiếp tục áp những cái quy định đối với những cái người di dân thời lục địa. Một trong những quy định đó là áp thuế rất là cao đối với những người di dân. Tax, high taxes. Áp thuế rất là cao, high taxes. Cho nên là những người di dân thời thuộc địa này, người ta mới chống lại người Anh. Người ta nổi lên để chống lại người Anh bởi vì high taxes. Rồi, thì cái người mà lãnh đạo cái cuộc chiến tranh, cuộc Revolutionary War chính là ông George Washington. Ông George Washington là người lãnh đạo cái cuộc chiến tranh này để có thể chống lại người Anh. Thì George Washington lãnh đạo cuộc chiến tranh chống lại người Anh thắng lợi, thì ông ta được tôn vinh là First President, có nghĩa là tổng thống đầu tiên. Đó là lý do mọi người nhìn vào trên cái tờ $1 á, đồng $1 là thấy hình của ông Washington, tổng thống đầu tiên, cho nên nằm trong tờ $1, $1 bill. Một là first, là đầu tiên nha. Nên Washington là tổng thống đầu tiên. Tiếp theo là bởi vì người ta lấy tên của Washington để đặt cho thủ đô là Washington DC. Thủ đô của nước Mỹ là Washington DC. Thủ đô của nước Mỹ, Washington DC. Rồi, khi mà nước Mỹ mới được thành lập ấy, thì chỉ có 13 tiểu bang nguyên thủy thôi. 13 original state, 13 tiểu bang nguyên thủy. Thì 13 tiểu bang nguyên thủy này thì kể tên ra 3 tiểu bang. Mình không phải kể hết cả 13 tiểu bang, mình chỉ kể tên 3 tiểu bang thôi. Thì mình có thể chọn những tiểu bang dễ đọc như là New York, New Jersey và Virginia. Đây, New York, New Jersey and Virginia là 3 tiểu bang dễ đọc trong số 13 tiểu bang nguyên thủy. Tiếp theo, khi mà đất nước đã giành được độc lập thì cần phải có một bản tuyên bố cho toàn thế giới biết là nước Mỹ của chúng tôi đã độc lập ra khỏi Anh quốc. Thì cái người viết ra bản tuyên ngôn độc lập đó chính là Thomas Jefferson. Ông Thomas Jefferson, ông ta viết ra bản tuyên ngôn độc lập tiếng Anh là Declaration of Independence. Declaration of Independence. Và cái bản tuyên ngôn độc lập này được chấp nhận vào July 4, 1776, tháng 7, ngày 4 năm 1976. Thì từ đó trở đi thì ngày July 4 là ngày chúng ta ăn mừng lễ độc lập. Independence Day là ngày July 4 hàng năm chúng ta ăn mừng lễ độc lập, Independence Day. Rồi, trong bản tuyên ngôn độc lập thì có hai quyền: quyền sống và quyền tự do. There are two rights in the Declaration of Independence. Đó là life là quyền sống, liberty là quyền tự do. Life and liberty. Đó là nội dung của bài học. Bây giờ chúng ta quay trở lại với phần handout để chúng ta học keywords của ngày hôm nay. Keywords là những cái từ quan trọng chúng ta cần phải học và cần phải nghe được để có thể biết được là giám khảo đang hỏi chúng ta về câu gì. Ví dụ như câu đầu tiên, why did the colonists fight the British? Cả một câu dài như thế này thì chúng ta sẽ phải nghe chữ gì ạ? Chúng ta sẽ phải nghe chữ why.
mọi người khoan về chữ why là tại sao. Fight the British. Fight là chiến đấu, là đánh nhau, là chống lại. British là người Anh. British là người Anh. Vậy thì mọi người nghe chữ why và nghe chữ fight the British. Tại sao chống lại người Anh? Why fight the British? Thì mình đã nhớ ý nghĩa rồi. Tại sao lại chống lại người Anh? Là tại vì thuế quá cao. Mình trả lời high taxes. Mọi người có thể lược bỏ chữ because of. Mọi người không cần đọc nhé. Because of không cần đọc. Mọi người chỉ cần trả lời là high taxes là đã đủ. Rồi. Câu tiếp theo. Who was the first president? Câu này thì dễ rồi. Chúng ta chỉ cần nghe first president. Tổng thống đầu tiên. First president. Tổng thống đầu tiên. Thì là George Washington. Có thể không cần phải đọc chữ George, chỉ cần đọc Washington là đã được. Là đã được thông qua. Rồi tiếp tục nè. Oh, sorry mọi người. Tiếp tục. Who is the father of our country? Nghe keyword father of our country. Mọi người khoanh vào nhé. Mọi người cầm cái bút khoanh vào. Father of our country. Father of our country có nghĩa là cha đẻ của nước Mỹ. Thì là George Washington, vẫn là ông ta. Mọi người có thể bỏ chữ George, chỉ cần đọc Washington. Tiếp tục. What is the capital of the United States? Ok, câu này nha, mọi người khoanh chữ capital. Capital là thủ đô. United States là nước Mỹ. Capital, United States. Thủ đô của nước Mỹ là Washington DC. Tên của tổng thống đầu tiên kèm theo chữ DC. Washington DC. Khoanh chữ capital và chữ United States. Câu tiếp theo. Sorry. There were 13 original states. Name 3. Mọi người nghe dùm chữ original states. Original states. Tiểu bang nguyên thủy. 13 original states, khoanh luôn cả. 13 original states, 13 tiểu bang nguyên thủy. There were 13 original states. Original là nguyên thủy, state là tiểu bang. Name 3, mình không cần nghe chữ name 3, mọi người nghe được. 13 original states, là mọi người trả lời giống New York, New Jersey and Virginia. Tiếp tục. Who wrote the Declaration of Independence? Câu này thì chữ Declaration of Independence có nghĩa là tuyên ngôn độc lập. Declaration of Independence, tuyên ngôn độc lập. Who là ai? Wrote là viết. Who wrote là ai viết the Declaration of Independence là bản tuyên ngôn độc lập. Thì mọi người anh phải nghe cả chữ Declaration of Independence. Câu này thì mình bắt buộc phải nghe cả câu nhé. Who wrote the Declaration of Independence? Người viết. Nhưng mà mình nghe cái chữ quan trọng này. Who wrote? Ai viết? Ai viết? Nghe xong who wrote thì nghe tiếp. Declaration of Independence. Ai viết bản tuyên ngôn độc lập là ông Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Tiếp theo. When was the Declaration of Independence adopted? Ok. Cái này mọi người phải nghe được chữ when. When là khi nào? Để phân biệt với who. Who là ai? When là khi nào? Cũng có chữ Declaration of Independence. Tuyên ngôn độc lập. Và chữ adopted cuối câu. Adopted là chấp nhận. When was the Declaration of Independence adopted? Mọi người nghe chữ when was và chữ adopted. Nha. Khi nào cái bản tuyên ngôn độc lập được chấp nhận là July 4, 1776. Câu tiếp theo là when do we celebrate Independence Day? Phân biệt với câu trên. Câu trên là when, cũng là when. Câu này cũng when.
Câu trên là adopted là chấp nhận. Câu này không có chữ adopted mà có chữ celebrate. When do we celebrate? Đó, when này, khoanh chữ when, khoanh chữ celebrate. Ăn mừng Independence Day, ngày độc lập. Không có chữ declaration. Declaration thì có ở trên câu trên. Câu này không có chữ declaration, có chữ Independence Day và chữ day ở cuối cùng. When, khoanh chữ when, chữ celebrate và chữ day. Ngày nào ăn mừng ngày độc lập là ngày July 4th. Không có năm 1776 bởi vì là năm nào chúng ta cũng ăn mừng ngày lễ độc lập vào July 4th. Tiếp tục, câu tiếp theo. What did the Declaration of Independence do? Okay. Chúng ta sẽ phải nghe chữ what, cái gì? Cái gì mà cái Declaration of Independence do? Lúc này nghe chữ do ở cuối câu, do là làm. Cái bản tuyên ngôn độc lập làm gì? Tức là có ý nghĩa gì? What và do ở giữa là Declaration of Independence. Bản tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa là cho biết nước Mỹ đã được độc lập, đã được tự do. Say that the United States is free. Say that the United States is free. Rồi câu tiếp theo. What are two rights in the Declaration of Independence? Cái này mình nghe được chữ two rights, hai quyền. Two rights, mọi người khoanh chữ two rights. Two rights là hai quyền. Declaration of Independence có nghĩa là tuyên ngôn độc lập. Mình học cái chữ này từ nãy giờ khá nhiều rồi. Hai quyền trong bản tuyên ngôn độc lập là quyền life and liberty. Life and liberty. Ok. Mọi người, cách học keywords là như vậy. Buổi học ngày sau thì chúng ta sẽ tiếp tục đến phần Đại hội lập hiến. Chúc mọi người ôn thi thật tốt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.